Vinh, đêm hè, tình nghệ sĩ số 15, đêm thứ hai của tới ngày hôm nay. Xin được kính gửi tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Và thưa quý vị, bản thân Khoa cảm thấy mình là một người có thể dùng từ may mắn trong trường hợp này vì mình đồng hành với chương trình từ số đầu tiên đến bây giờ. Nhưng mà đặc biệt lần này là chương trình được diễn ra hai đêm, có lẽ là bởi vì là trùng khớp với một khoảng thời gian là hầu như tất cả chị em ca sĩ đang ở Sài Gòn. Tuy nhiên là có đêm đêm hôm qua có một số người hôm nay sẽ vắng mặt, nhưng mà hôm nay sẽ có một cái đêm không hôm qua, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đêm nào cũng sẽ có cái sự thú vị riêng. Và đặc biệt là buổi tối ngày hôm qua, sau cái phần đấu giá cũng như là đóng góp của tất cả các khán giả đã đến thì thu được tổng số tiền là 835 triệu, và chúng tôi rất lấy làm vui và vinh dự vì cái điều đó. Và hy vọng vào buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ có nhiều cái phần và nhiều tiết mục thú vị hơn, cũng như sự đóng góp của tất cả quý vị với các phần cũng nướng của quý vị buổi tối ngày hôm nay, cũng giúp cho chương trình để đồng hành với một ý nghĩa và một công việc mà chắc chắn là quý vị đã biết theo như báo chí đưa tin, để giúp đỡ cho những người đồng nghiệp của chúng tôi. Và bây giờ để mở đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay sẽ là một không khí đúng như sự đang chờ đợi của tất cả quý vị. Một khách mời đầu tiên của đêm nhạc buổi tối ngày hôm nay, một người cũng đang khá là bận rộn với vai trò là huấn luyện viên của Giọng Hát Việt năm 2018 sẽ diễn ra đêm chung kết và chương trình tới để hai đồng chí được quan tâm và đã dành thời gian để đến đây để chia sẻ cùng với chương trình. Và tôi xin mời quý vị cùng đứng sân khấu và cùng chào đón được ca sĩ Tông Tiên và một tràng pháo tay thật lớn. Xin gửi chào đến tất cả các anh chị em quý vị khán giả đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn anh Khoa đã có những lời rất là hoa mỹ dành cho em. Thì ngày hôm nay rất tin rằng là tất cả anh chị em nghệ sĩ đến đây đều chung một cái mục đích, chung một cái nguyện vọng, đó là góp một cái phần công sức rất là nhỏ vào đêm ca nhạc tình nghệ sĩ 15, với mong sao em cái khách mời sẽ đến đến với lại hai người đồng nghiệp, hai anh chị tình mối trong nghề, đó là chú Lê Bình và chị Mai Phương. Thực sự là ngày hôm nay chắc là cũng phải 5-6 năm hoặc là có lẽ là hơn 7-8 năm rồi Tóc Tiên mới trở lại không gian của một phòng trà ca nhạc. Ngày xưa Tóc Tiên đã đi hát rất là nhiều ở trên các phòng trà ca nhạc, đặc biệt là phòng trà Không Tên, từ lúc mà phòng trà Không Tên chưa có gọi là bề thế như bây giờ. Thì ngày hôm nay trở lại, cái cảm giác nó rất là hồi hộp, bởi vì không gian khá là nhỏ, khá là khán giả rất là gần gũi mình, cho nên Tóc Tiên cảm thấy hơi lo lắng một chút xíu. Thì mong rằng là khán giả sẽ cùng chung vui với lại các anh chị em nghệ sĩ trong đêm nay. Còn bài hát đầu tiên, Tóc Tiên xin gửi tặng đến tất cả những ai, những chị, những em, những quý cô có mặt trong buổi tối hôm nay, một sáng tác rất là quen thuộc được mang tên là Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Thank you.
cũng được may mắn nhận được cái sự yêu mến của khán giả trong suốt thời gian qua. Một sáng tác của nhạc sĩ Lương Ngọc Quang được mang tên là Em Không Là Duy Nhất. Xin mời các bạn lắng nghe hát này ạ. Lê Hiếu, xin mời quý vị cùng thưởng thức.
cuốn chuyện hay tiếng chim hót đầu ngày và yêu miền vắng. Tôi yêu quán cà phê buổi sáng con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa mãi tranh dưới hàng xưa và yêu trẻ người bước hương cánh cà và điêu hương rất vui không bao nhiêu và tôi cũng yêu em và tôi. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nào. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu chân sang ngày dài và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây đâu vui với bạn bè và đi rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Gì đến tự nhiên những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu chân sang ngày dài và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em đậm đà, yêu em chứa chan. Nhìn em sẽ vui.
một năm yêu em. Xin cho nói tôi như thân ngủ, dù em như em một đêm, dù em vào mộng đưa em vào đời một đời yêu đương. Cho tôi xin em như gói mộng, cho tôi ôm em vào mộng. Xin cho một đêm, cho đêm bao lâu yêu thương vợ chồng. Dù cho em nằm tâm sẽ xa ngã tim tôi, dù có ước có ước ngàn lời, có chết một đời cũng đã được rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Thank you.
Yeah.
Kim Lệ Quyên với cuộc thi Thần Tượng Bolero 2017 vào năm ngoái. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức bộ sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Xin Thời Gian Qua Mau và phần trình diễn của nữ ca sĩ trẻ Ý Linh. Và xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay. Bye-bye.
xin mời ca sĩ Triều Dung ạ. Chú xin chào tất cả quý vị, các bạn chúng ta đến chào tất cả các bạn. Rất vui một lần nữa vì các bạn thân thương đến đây để ủng hộ cho Mai Suy cũng như tất cả các anh chị nghệ sĩ. Chị Hùng cảm thấy rất là hạnh phúc và rất trân trọng tất cả quý vị. Bây giờ bài Sakura rất đầu tiên của ca sĩ Minh Kỳ được mang tên Đừng Nói Xa Nhau. Xin được nghe bài này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi hay buồn à? Vâng, một bài hát thay mặt không khí một tí đi thì chị Quân sẽ dành tặng quý vị đây. Bài sẽ đưa cho mình một tình yêu thật là tuyệt đẹp. Cái khúc rất là dễ thương được mang tên Thiên Đàng Ái Ân. Xin được cùng nghe bài này. Thank you.
Tấn Bảo và cũng như và hỗ trợ trong lắc của một anh nhiều. Thuộc con
Vội vã về chân dung
hôm mơ mưa. Em chẳng đến, chẳng đi, anh vẫn biết. Chân chẳng mưa, chân nắng chẳng vì đâu. Em ở đâu hỡi mùa thu tấm em giữ hồn màu áo lửa hà đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy. Yeah.
hơi. Thoáng thấy mất em như buồn. Đời anh là gió sương bay đi khắp muôn phương. Chờ một người đi xa. Áo trắng mây trong nắng tàn. Nhìn theo lệ nước nhỏ. Không một người đi xa. Vẫn những tiếng sóng biển khơi là nhớ nhiều. Nhớ phút quyết định trên bên khi chia ly. Dòng sâu trong lòng đời ai ô. Đừng buồn nhé. Nghe giọng là biết quen đúng không ạ? Nghe giọng biết quen chưa quý vị? Xin chào bà con thân yêu của chị hai. Rồi hết thảy bà con thân bạn giỏi chứ. Tôi hả? Quét đô hả? Vỗ tay ngồi ở không làm gì? Đây là một người em đồng nghiệp mà chúng tôi có nói chuyện ở trên Facebook. Nhưng mà thật ra mỗi lần đầu gặp nhau ở ngoài. Dạ. Chị hai, tôi muốn giới thiệu là với chị hai. Nhưng mà tên đàn ông, tên Tuấn Phong, ok. Tức là chị hai Tuấn Phong, không em đến đây không? Nghệ danh đẹp không sao hết, em đang. Dạ thưa chị, bình thường em làm người đường lắm. Dạ bữa nay đặc biệt em làm chị hai. Quý chị nào muốn biết em lại ở đây, chắc chắn có nhiều người biết em rồi, nhiều người chưa biết. Dạ thưa quý vị, em nói cái tiếng đơn na hiện thời nó hot face gì đó, em cũng không rành. Hot Facebook. Dạ hot Facebook, dạ. Rảnh rảnh buồn lên hay là chuyện lạ lạ chửi chơi vậy đó. Mà em canh mấy người hot em mới chửi hả? Ví dụ giờ em phải canh mấy người hot em mới chửi hả? Dạ không anh, em canh cái chân này hot. Em phải dừng lên dài đó nha, hỏi thôi em bị dài đâu. Trời ơi, người ta hot, người ta nổi tiếng, em chửi người ta tôi quánh cái mỏ máu không sao. Thế như là những vấn đề của xã hội, xã hội đang dạ. Được quan tâm. Dạ. Còn không được quan tâm em cũng chửi luôn. Ủa có luôn á. Anh đùa, anh có coi mấy cái livestream của em rất là duyên dáng và biết là khi mà em nói gì đó là có những cái góc nhìn của em rất thật là khách quan, dạ, đúng không? Dạ thưa quý vị, bình thường thì em là một người đàn ông đẹp, quý vị cũng biểu đánh đánh không, em bớt giới thiệu về em về khoảng đàn ông. Dạ rồi, bây giờ mình chị hai giới thiệu chị hai trước đi em. Và rất là vui là buổi tối ngày hôm nay lần đầu tiên em đến với chương trình nghệ sĩ cũng như đến với tại phòng trà ca nhạc không tên này, dạ, để tham gia với chương trình. Dạ thưa anh cũng như thưa quý vị, cái hôm mà Phong có nghe anh Trần Vĩnh Hưng ảnh sẽ làm chương trình để mà giúp đỡ cho diễn viên Mai Phương, như chú Lê Bình và những hoạt động khác của anh thì Phong cũng là một người em của anh Hưng thì cũng cộng tác với anh rất là nhiều chương trình rồi và Phong có giả ý là anh ơi em sẽ chuyển một ít tiền để gửi đến cho chương trình. Dạ nói là không, mày lên chơi luôn đi. Dạ cái em Phong lên đơn giản. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, chào ngày hôm nay thì em rất là vui cùng đến với tất cả mọi người. Và bây giờ chắc có lẽ là mình giới thiệu tiếp một mình sĩ. Bởi vì là khoan đến cái phần biểu diễn anh sẽ nói tiếp cái ý rồi chúng ta sẽ mời người này ra. Bởi vì là chúng tôi có nói quý vị là những cái phương tiện truyền thông có quảng cáo rất là đông các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia. Nhưng mà có quý vị sẽ thắc mắc quý vị là tại sao hôm nay quý vị ngồi đây sẽ có một số tên không có mặt, chẳng như là chị Hồng Nhung, như là Quang Linh, như là Quang Lê, vân vân. Thì chúng tôi phải nói một điều là chúng tôi chia đều các nghệ sĩ tham gia. Quý vị có người thì hôm nay bận lịch, còn có người thì là hôm qua bận lịch nên hôm nay có mặt. Thì tôi nghĩ là cái sự chia sẻ đều có mặt của các nghệ sĩ là một phần để đóng góp và dành cho tình cảm để đồng hành với lại chú Lê Bình, với lại em Mai Phương. Và chúng tôi phải nhắc về điều này để mong quý vị thông cảm và cả quý vị ở trên lầu nữa. Và bây giờ thì Phong với Khoa sẽ mời một bạn ra. Bởi vì chúng tôi nghĩ là
người thật việc thật á, quý vị sẽ được nghe cái người bạn của Mai Phương cũng là một cô ca sĩ, nhưng mà là cái người ở trong bệnh viện để mà chăm sóc Mai Phương mỏng dài, còn như khoa hoặc là ốc hoặc là thanh thảo hormone thì chỉ có ra vào các ngày thôi. Chúng tôi cũng có những công việc khác nữa và sẽ chia sẻ và cập nhật cái tình hình của Mai Phương đến cho tất cả quý vị. Một tràng pháo tay cho Trương Bảo Dương, mời em ra đây. Trước khi bắt đầu báo chí đưa tin thì có nói rằng là sẽ có Ốc Thanh Vân và có Trương Bảo Dương là những cái người bạn chăm sóc Mai Phương ở trong bệnh viện. Em đã có mặt tại quán ngày hôm qua rồi. Hồi sáng anh có vào nhưng mà lúc đó Phương ngủ, không có đánh thức Phương dậy. Mà sau đó anh về thì biết là em vào thì có thể là em chia sẻ thêm về tình hình của Phương để các khán giả yên tâm. Quý vị anh thấy là lớp thì viết trên Facebook nè, rồi lớp thì các báo rất là nhiều nữa, cho nên là dễ bị loạn thông tin. Và hôm nay sẽ cập nhật cái tình hình, nhất là khi mà em là người làm Mai Phương gần nhất trong hôm nay. Thì cũng như một chút thông tin như ngày hôm qua Trương Mẫn Như có chia sẻ là Mai Phương hiện giờ là đã được bác sĩ lên một phác đồ điều trị và bạn đã được uống những viên thuốc uống chống ung thư đầu tiên, và trong 13 ngày qua viên thuốc đã có những cái tác dụng rất là hiệu quả. Nhà cụ thể là cái khối u ở phổi bên trái là cái khối u là khiến cho bạn ung thư phổi là đã được giảm 2 phân. Đó là một tín hiệu rất là mừng. Và một điều có lẽ là phải nói cho mọi người là có bao nhiêu không Mai Phương đến thời phút này có một cái sự lựa chọn, không biết rằng có sau này cái bước đường trị bệnh của bạn tiến triển như thế nào, nhưng về phía bệnh viện 175 mà nơi Mai Phương đang điều trị thì thật sự hiện giờ vẫn là một cái sự lựa chọn rất là sáng suốt. Nhưng ngày hôm nay Mai Phương lại được chú giám đốc lại đến tặng lẵng hoa, đây là lẵng hoa thứ ba. Chỉ mới nằm viện có mười mấy ngày, 13, 14 ngày mà đã được 3 lẵng hoa. Con em nằm tới 4 ngày rồi gì chỉ mới làm sao trời. Dạ, mà chú rất là quan tâm, ban giám đốc cũng như tất cả các anh chị em y bác sĩ trong đó rất là quan tâm và chăm chúc cho Phương rất là chu đáo và tận tình. Phải nói là chưa thấy một đội ngũ bác sĩ nào mà dễ thương đến như vậy. Và trong bệnh viện có một cái khuôn viên và có một cái tiệm hấp tấp gọi đầu máy lạnh. Và Mai Phương thì được bây giờ đó, đúng không? Bây giờ là cứ cách một ngày thì là Mai Phương sẽ được xuống đó gội đầu sạch sẽ rất là thơm tho mát xa mặt. Và các chị trong tiệm đó không lấy tiền luôn là được miễn phí hoàn toàn. Và một ngày thì là Trương Mẫn Như sẽ tắm cho bạn để bạn được thơm tho sạch sẽ. Nói chung là về tinh thần thì Mai Phương rất là lạc quan, rất là sảng khoái, cho mà bạn luôn giữ cho mình cái tinh thần. Và tôi nói với Mai là mỗi lần mà anh chị em vào thăm bạn luôn tiếp đón và nở những cái nụ cười khiến cho mọi người mà có đến thăm dù có đến với bạn một chút chỉ ra về thì cảm thấy rằng bạn rất là kiên cường để vượt qua. Lấy model có 3 người ngoài đó. Chúng tôi phải nói là để có được những điều đó thì phải cảm ơn rất nhiều khán giả gần xa, bên cạnh các nghệ sĩ, các đồng nghiệp, như là cái sự góp sức của chúng tôi hay thông báo về cái số tiền góp được từ người này người kia, thì chúng tôi biết rằng là cái đó là từ tình yêu của khán giả ở cả trong nước, ở cả các nước ngoài, ở cộng đồng người Việt nữa. Và chúng tôi luôn lấy cái điều đó là sự biết ơn đối với những người làm nghệ thuật như chúng tôi. Và đến đây hôm nay thì Bảo Như sẽ góp mặt với chương trình một ca khúc gửi tặng tất cả quý vị, và xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Ngày Buồn của nhạc sĩ Lam Phương qua phần diễn của Trương Bảo Dương. Hoài Long xin được chào tất cả các quý vị. Rất là vinh dự hôm nay được đứng ở đây và bài hát đầu tiên
và luôn xin được gửi đến quý vị tất cả mọi người không chỉ phong trào quán tư và những điều I'm not afraid to die.
cảm ơn quý vị rất nhiều và Lâm xin được gửi đến quý vị sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh về đầu mái tóc người thương, xin gửi đến quý vị. Trời thu buồn lắm mai ơi, ra bay trên tóc mi tưởng người năm xưa, thời gian bao chuyển nắng mưa đường xưa yên bồng người chưa thấy hồn lớn xa vời đôi mắt em chiều nào xóa ấm ngồi bên đường hoa vẫn chưa mượn nỗi vui, đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa phai vàng, lâu kín trăng về không lối chiều đã bao ngăn niềm yêu thì thôi thôi. Tiếng lá